Xin chào tất cả các quý khách hàng. Ngày hôm nay thì Hương sẽ giới thiệu cho các quý khách hàng một cái dòng siêu phẩm. Đây được gọi là một phiên bản VIP để tăng cường cái hiệu quả và khắc phục những cái nhược điểm hạn chế của dòng cũ. Đặc biệt là chúng ta gần đến Tết rồi. Hương nghĩ rằng cái vấn đề mà béo này, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Bây giờ chỉ cần gõ ra trên Google một cái là nguy cơ mắc bệnh béo phì, nó sẽ ra một loạt bệnh tiểu đường này, bệnh tim mạch vân vân, và thậm chí là tuổi thọ chúng ta bị rút ngắn. Bởi vì sao? Khi mà cơ thể mà nạp vào một cái lượng mỡ này quá nhiều, tức là lượng mỡ tích tụ trong cơ thể hay là các chất nó ứ đọng ra, nó làm cho cơ thể chúng ta tăng trưởng về cân nặng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến gan thận tim mạch rất là nhiều, và điều này không ai mong muốn cả. Sức khỏe vóc dáng là một trong những cái mà bất kỳ ai cũng mong muốn hướng tới, để có cả trong cả ngoài. Nếu như chúng ta đang mong muốn tìm cho mình một cái dòng giảm cân mà giảm vừa tốt này, hiệu quả này, vừa an toàn cho sức khỏe, thì hy vọng rằng chúng ta đừng bỏ qua cái video này, vì Hương nghĩ rằng video này sẽ giúp cho những ai mong muốn giảm được cân nặng với số cân như là 10, 15, 20, 30 và hơn thế nữa, thì đây là một cái lựa chọn tuyệt vời cho tất cả các chị em. Dòng giảm cân thảo mộc của Tiến Hạnh đã làm mưa làm gió trong bao năm qua, và cái dòng sản phẩm này nó cũng bị làm nhái làm giả quá nhiều luôn ấy. Để cho chị em dễ phân biệt này, để cho quý khách hàng dễ phân biệt, thì Hương sẽ giới thiệu qua những cái đặc điểm. Đầu tiên đấy là check mã vạch, chúng ta tải ai check về. Thứ hai đấy là con tem QR code, mua sản phẩm giảm cân nào cũng phải có con tem này nhá. Đấy, và khuyến khích tất cả các quý khách hàng mua ở các đại lý chi nhánh trên toàn quốc thì sẽ được chăm sóc, tư vấn và gọi là an toàn và uy tín hơn. Bởi vì chúng ta mua trôi nổi, thậm chí là mua những cái sản phẩm mà có giá bán chính hãng là 550.000, chúng ta mua lại 400-350.000. Còn các những cái đối tượng mà làm nhái làm giả thì thường đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, đấy là làm ra một sản phẩm bán rẻ hơn sản phẩm chính hãng thì khách hàng sẽ dễ mua hơn, đúng không ạ? Cho nên Hương khuyến khích rằng giá bán chính hãng của nó là 550.000, đã là sản phẩm chính hãng, niêm yết sẽ không có rẻ hơn, và giá này là một mức giá rất là hợp lý rồi. Bình thường thì mọi người có thể tham khảo rằng chúng ta mua một cái hộp giảm cân 15 ngày thôi thì có những sản phẩm họ đã bán là 1 triệu này, 500, 600, 700 rồi. Nhưng cái dòng sản phẩm giảm cân thảo mộc của Tiến Hạnh phiên bản VIP này, giá không đổi, 30 ngày vẫn là 550.000, và tính năng hiệu quả của nó còn tối ưu hơn. Đấy, khách hàng lưu ý giúp Hương nhé. Ngoài ra, đã là một cái sản phẩm được sản xuất khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn về y tế, thì nó được co màng cẩn thận luôn. Ngoài ra có một con tem 7 màu ở đây nữa. Đấy, tem 7 màu như thế này, nó có nội dung đấy là tem chống hàng giả. Đấy, các quý khách hàng lưu ý giúp Hương nhé. Và chúng ta sẽ đi vào nội dung chính, đấy là điều gì tạo nên cơn sốt, điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn, và điều gì tạo nên được cái uy tín của dòng sản phẩm này. Đấy chính là cái hiệu quả đầu tiên. Nếu như chị em nào đang bị thừa cân này, mỡ lâu năm này, chúng ta bôi kem tan mỡ, chúng ta chạy bộ này, nhịn ăn này, thậm chí là ăn kiêng khổ sở, kiêng khem, dùng quá nhiều loại giảm cân, thậm chí là nước ngoài trong nước mà không có hiệu quả, không có hiệu quả. Thế là chúng ta nản đi, chúng ta mong muốn tìm một cái loại nào mà phải chắc chắn giảm được cân. Đấy, Hương lưu ý nha, phải chắc chắn giảm được cân, mà gần Tết rồi, những cái thời gian nó không còn quá nhiều. Ai cũng muốn mặc cho mình bộ quần áo đẹp rồi gặp bạn bè rồi giao lưu. Đấy, giao lưu. Và tất nhiên là không ai muốn béo cả. Béo thì mặc đồ sẽ không được đẹp mấy đâu. Và thứ hai nữa đấy là nó cũng ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Đấy, các bệnh về béo phì cũng vô vàn luôn các quý khách hàng. Thì đối với những người mà cơ địa béo sần lì lâu năm thì Hương khuyến khích rằng đây là dòng sản phẩm cho những người như vậy. Đấy, ai dùng qua 3-4 hộp các hãng khác, ai dùng qua rất nhiều loại mà không thể giảm được thì dùng loại này. Và đúng theo liệu trình, đối với người béo phì muốn giảm từ 30-40kg dùng giúp Hương. Đấy là liệu trình không quá 4 hộp, là chúng ta thấy quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi ạ. Và đối với những người là muốn giảm cái lượng cân nặng vừa phải thôi, giống như 6-7-10kg, chúng ta sử dụng từ 2-3 hộp thôi. Và tại sao có nhiều khách hàng một hộp thôi họ đã giảm được 8-12kg? Cái này mọi người đừng ngạc nhiên rằng là
do cái sản phẩm nó quá tuyệt vời, mà bởi vì rằng trước đây cái dòng phiên bản cũ nó đã chiều lòng rất nhiều khách hàng khó tính rồi, và nó giảm một cái cân nặng rất là phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên những người cơ địa lâu năm rồi béo sờ lì, họ mong muốn giảm nhanh hơn, mạnh hơn và an toàn, chắc chắn là phải an toàn rồi, không mệt mỏi, không hoa mắt chóng mặt, thì phiên bản VIP này nó dành cho những đối tượng như vậy. Đối tượng như vậy, nam thanh nữ tú nào cứ béo, cứ ebook ngay lập tức dưới cái video này cho em. Chúng ta sử dụng như thế nào? Uống một viên trước bữa ăn sáng, sau 3-4 ngày chúng ta tăng lên 1 đến 2 viên đối với những người nào béo phì. Ngoài ra thì khi mua sản phẩm chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái detox thanh lọc giải độc tố. Những ai hay uống rượu bia này, cồn này, ga này, hay là ăn mặn quá, ăn cay quá thì chúng ta có thể sử dụng. Đây là sản phẩm tặng kèm theo, có thể hoặc không thể, có thể sử dụng hoặc là không. Thì chúng ta có thể tặng cho người nhà có chồng này hay uống rượu bia này, hay là ai hay ăn cay ăn ngọt này, thì dẫn đến tình trạng là đầy hơi này, nóng trong này, thậm chí là khó đi ngoài, thì nó detox lại cơ thể rất là sạch sẽ. Đấy, phiên bản VIP giảm cân của Tiến Hạnh thì đang rất rất hot ở trên thị trường luôn. Và Hương tin rằng nếu như chúng ta bỏ tiền ra và chúng ta được cam kết, thì sản phẩm này cam kết với chị em rằng 100% chúng ta sử dụng sẽ giảm được. Thực tế thì ngay dưới video Hương cũng đã up rồi. Đấy, nhiều chị em khó tính có bảo Hương rằng là chắc gì đã giảm, thì chắc lại không giảm đâu, mua một hộp vui vui thôi. Nhưng mà một hộp xong thấy giảm mạnh quá, thấy giảm tốt quá, thế là lại hộp thứ hai, hộp thứ ba, thậm chí là đi giới thiệu cho người khác. Đấy, bảo là sản phẩm này quá tuyệt vời, thì thực sự là Hương rất là cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều đối với những khách hàng yêu quý sản phẩm của Đông Y Gia Truyền Tiến Hạnh là như vậy. Hy vọng rằng khi mà chúng ta chưa có gì trải nghiệm và sẽ trải nghiệm sản phẩm này, thì Hương tin là chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng đâu ạ. Và nếu như bạn đang ở bất kỳ tỉnh thành nào ở trên lãnh thổ Việt Nam hoặc là nước ngoài, cứ mạnh dạn inbox thì sẽ có đội ngũ đại lý, nhà phân phối, cộng tác viên các bạn này sẽ chăm sóc và ship hàng ngay lập tức cho các bạn. Và chúc các bạn có một vóc dáng như ý, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt mọi người nha.